Xin kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho em cũng như đang quan tâm đến các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Ngày hôm nay bên em về một mẫu xe bán tải Ford Ranger động cơ biturbo, cùng em khám phá qua chiếc xe. Một chủ cá nhân từ đầu, chạy cực ít 3 vạn. Thưa quý anh chị nhé. Vâng. Phần đầu chiếc xe ca lăng đây. Chiếc xe cũng đã được mạ được sơn lớp sơn đen. Và phần cụm đèn, đèn bi led và đèn chiếu sáng. Xe cũng được trang bị đèn led chiếu sương mù và cảm biến trước sau. Lốp theo xe nguyên bản la răng đa chấu đúc hợp kim. Xe hai cầu cực kỳ khỏe. Winchak 3.2 hai cầu. Xe được trang bị hoàn toàn những tính năng đầy đủ như các phiên bản mới. Gương kính được chỉnh điện giá lóc thể thao, gương chiếu hậu được báo rẽ. Tay nắm cửa được ốp nhựa và màu tay nắm cửa là màu đen. Ốp bậc lên xuống đầy đủ quý anh chị nhé. Xe cực kỳ mới về bên em. Vâng, xe được trang bị thùng, lắp thùng. Phần sau cũng được trang bị camera lùi và cảm biến. Cụm đèn sau cũng là dạng đèn thường thôi quý anh chị, không có gì nổi trội, như một xe bán tải vô cùng cứng cáp mới như thế này mà giá lại hợp ví tiền quý anh chị đúng không ạ? Một chiếc xe về bên em thì nội thất em sẽ quay cho quý anh chị vào một ngày đẹp trời. Hôm nay chiếc xe như vậy về bên em, cam kết cho quý anh chị bao cam kết cho quý anh chị là đi kiểm tra bất cứ đâu nếu bị lỗi, cam kết đó là xe tai nạn, ngập nước, tháo bổ máy, bên em hoàn trả lại tiền cho quý anh chị. Một chiếc xe bên em đang bán với giá thị trường đó là loanh quanh 800 triệu. Quý anh chị liên hệ gọi điện thoại, số điện thoại 0977 500 055 để được xem xe và chạy thử miễn phí. Hoặc đến tại địa chỉ số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Một chiếc xe bên em 2018 hỗ trợ cho quý vị trả góp ngân hàng lên đến 70%. 70% thì quý vị anh chị chỉ cần 250 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe đời mới, form mới, cực kỳ mới, hoàn toàn mới. Xin kính chúc quý anh chị một ngày thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho em Tới Ô Tô. Vâng, xin kính chào.